Ha Si Won, Hoàng hậu Ki, từ đại nữ đến gái ngành, chị đại, không ngán vai nào. Ha Si Won, nữ diễn viên được mệnh danh là đại nữ của điện ảnh Hàn Quốc do chuyên thủ vai nữ chính mạnh mẽ trong các tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hành động, phim thể thao, vai nữ quyền trong phim giả sử Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Ha Si Won đạt được vô số giải thưởng danh giá. Dù nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cho đến nay, khi đã ngoài 40 tuổi, Ha Si Won vẫn lẻ bóng và chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. 24 năm đóng phim đủ các thể loại. Ha Si Won từng chia sẻ, có mơ ước trở thành một diễn viên ngay từ nhỏ. Khi còn là một học sinh trung học, cô được một công ty giải trí liên lạc khi nhìn thấy hình ảnh của cô tại một studio. Những tưởng con đường nghệ thuật rộng mở với cô gái trẻ. Nhưng sau đó, cô đã phải trải qua hơn 100 lần thử vai, nhưng đều bị loại. Thế nhưng Ha Si Won đã chứng tỏ, thành công chỉ đến với những ai kiên trì và chăm chỉ với đam mê của mình. Năm 1996, cô lần đầu tiên ra mắt trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Rebels, Others Don't Understand Us. Trong phim, cô chỉ đảm nhận một vai phụ, hiếm khi được xuất hiện. Tuy vậy, Ha Si Won vẫn thường nhắc lại vai diễn đầu tiên của cuộc đời mình. Theo cô, đó là vai diễn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên. Bộ phim mang đến sự nổi tiếng cho Ha Si Won chính là School High vào năm 1999. Với vai diễn này, Ha Si Won lần đầu tiên được công nhận với vai trò diễn viên chuyên nghiệp. Sau School High, bộ phim kinh dị Two Game giúp Ha Si Won mang về giải Best Rookie Actress tại Grand Bell Award lần thứ 37 và Busan Film Critics Award. Cũng từ đó, sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến. Sau Two Game, Ha Si Won tiếp tục ghi dấu ấn qua bộ phim Phone. Mặc dù đã qua hơn 15 năm, nhưng Phone vẫn nằm trong danh sách những bộ phim kinh dị rùng rợn và đáng xem bậc nhất màn ảnh Hàn. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một phóng viên trẻ chân chính, luôn theo đuổi những vụ bán dâm quy mô trong thế giới ngầm. Trong một lần phanh phui vụ lớn như thế, cô liên tục nhận được những cuộc gọi đe dọa kỳ lạ mà tất cả những người nghe máy đều trở nên khác thường sau đó. Được cầm trịch bởi vị đạo diễn bậc thầy của dòng phim kinh dị tại Hàn Quốc Ahn Byung-gi, bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé và đưa tên tuổi của Ha Si Won đến gần với khán giả châu Á hơn. Sau hàng loạt những vai diễn gai góc trong những bộ phim kinh dị, nữ diễn viên trẻ mang tên Ha Si Won khi đó đã được khán giả nhớ mặt đặt tên với danh xưng Nữ hoàng phim kinh dị suốt một thời gian dài. Ha Si Won chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với tên gọi nữ diễn viên toàn diện bậc nhất màn ảnh khi hoàn thành xuất sắc các vai khó nhằn, từ tình cảm lãng mạn đến hài hước, từ phim nhạy cảm đến các vai diễn hành động, kinh dị hay cổ trang. Tác phẩm hành động được chú ý đầu tiên của Ha Si Won là bộ phim Damo 2003. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh cho khán giả với những pha võ thuật hoành tráng và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Ha Si Won. Trong phim, nữ diễn viên đã có màn thể hiện ấn tượng với nhân vật có hai mặt trong nội tâm. Một là nữ hiệp mạnh mẽ với võ thuật điêu luyện, một là thiếu nữ mong manh đầy tự do trong tình yêu. Damo trở thành một trong những bộ phim thành công nhất trong lịch sử nhà đài MBC thời điểm đó và giúp Ha Si Won nhận được rất nhiều giải thưởng từ giới chuyên môn cũng như sự công nhận tài năng từ phía khán giả. Trước khi nổi tiếng toàn châu Á với vai diễn trong Secret Garden cùng Hyun Bin, Ha Si Won từng tham gia một bộ phim được đánh giá là tác phẩm đỉnh cao mang tên Chuyện tình Bali. Chuyện tình Bali là một bộ phim tâm lý tình cảm kinh điển trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Đây chính là bộ phim đưa Ha Si Won lên đỉnh cao của sự nghiệp. Cùng với loạt diễn viên, tất cả đều trở thành sao lớn sau này là Jo In Sung và So Ji Sup. Bộ phim là bản tình ca bi thương và đậm nước mắt của bộ ba diễn viên, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ tốt đẹp đến tiêu cực của tình yêu. Với Chuyện tình Bali, tài năng của Ha Si Won thực sự đã được chứng minh khi cô vào vai bi cũng ngọt, giàu cảm xúc và tinh tế, không thua một nữ hoàng nước mắt nào trên màn ảnh Hàn. Bộ phim giúp Ha Si Won và hai bạn diễn nam được biết đến rộng rãi trên toàn châu Á, mở đường cho hành trình trở thành những ngôi sao hạng A sau này. Sau Demo, Hoang Jin-i là bộ phim truyền hình cổ trang tiếp theo mang đến thành công vang dội cho Ha Si Won. Lần này không còn là một nữ hiệp gai góc, nữ diễn viên vào vai một kỹ nữ tài sắc với cuộc đời đầy trân chuyên. Đây là bộ phim mà nhan sắc của nữ diễn viên đạt đến đỉnh cao, với hình tượng một kỹ nữ ánh mắt sắc sảo ma mị nhưng lại rất ngây thơ và bối rối khi gặp tình yêu thật sự. Nàng Hoang Jin-i với sự thể hiện của Ha Si Won thực sự đã chinh phục khán giả hoàn toàn bởi sự đa dạng trong thể hiện cảm xúc. Người xem đã thực sự khóc cười với những biến cố trong cuộc đời nàng kỹ nữ tài sắc, với những thể hiện tinh tế và đặc sắc của nữ diễn viên.
Thành công quá lớn của bản truyền hình và cá nhân Ha Ji Won khiến phiên bản điện ảnh ra mắt sau đó hoàn toàn bị lu mờ, dù do ngọc nữ Song Hye Kyo đảm nhận vai chính Hwang Ji Ni. Nhắc đến Ha Ji Won mà quên mất siêu phẩm Khu Vườn Bí Mật năm 2010, quả là một thiếu sót rất lớn. Đây là một quả bom truyền hình thực sự, công phá mọi pháo đài rating trên toàn lãnh thổ châu Á và tạo ra một trong những cặp tình nhân màn ảnh đẹp nhất từ trước đến nay, Ha Ji Won và Hyun Bin. Không chỉ đẹp đôi, họ còn nhận được vô số lời khen về diễn xuất ấn tượng. Còn bộ phim trở thành một tượng đài tình cảm hài hước siêu nhiên khó có thể xô ngã. Sau một gia tài toàn những vai diễn đặc sắc, nữ diễn viên chẳng mấy khó khăn khi thể hiện nhân vật Gireim, một diễn viên đóng thế đầy nhiệt huyết, vướng vào mối tình lạ lùng với chàng công tử Kim Joo-won Hyun Bin. Cả hai bỗng một ngày đẹp trời, bất ngờ bị tráo đổi thể xác với nhau và phải sống một cuộc đời oái ầm với đủ mọi rắc rối bi hài. Trải qua nhiều vui buồn, họ nhận ra tình yêu dành cho nhau và có được hạnh phúc ở cuối một hành trình dài. Với thể loại phim cổ trang, Ha Ji Won giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do đài truyền hình KBS trao tặng năm 2006 cho tác phẩm Hwang Jin-ji với vai một kỹ nữ thời Joseon cá tính kiên cường. Nhưng huyền thoại thật sự phải kể đến Im Res-ki, tức Hoàng hậu Ki. Bộ phim truyền hình dài hơi nhưng đã đạt được rating lý tưởng, cũng như giúp Ha Ji Won giành được giải Daesang trong lễ trao giải MBC năm 2013 và nổi danh toàn châu Á. Đáng nói, cô đã từ chối đến 3 lời mời tham gia đóng phim Hollywood vì muốn được tham gia Hoàng hậu Ki. Điều này khiến người hâm mộ muôn phần bội phục và ngày càng ủng hộ cho sự nghiệp của đả nữ hiếm có khó tìm của điện ảnh Hàn Quốc. Để cân đẹp những vai diễn hành động khó nhằn, Ha Ji Won đã tự mình luyện tập rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi, cô thích nghiên cứu kiếm đạo, đánh khóp và cưỡi ngựa. Ha Ji Won dành đến cả nhiều giờ luyện tập mỗi ngày. Chính vì thế, cô luôn đảm nhận thành công các vai nữ cường, nữ tướng cá tính mạnh và các vai hành động cần đến thể lực. Đời tư kính tiếng và bi kịch gia đình. Những năm gần đây, Ha Ji Won dường như ít khi xuất hiện trong các hoạt động của showbiz. Mặc dù nổi tiếng và thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng cô vẫn được đồng nghiệp và giới chuyên môn ca ngợi là một ngôi sao có lối sống giản dị, khiêm tốn. Ha Ji Won rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô từng nói không muốn được công chúng nhắc đến qua những ồn ào cá nhân, mà chỉ muốn cống hiến những vai diễn bằng tài năng thực sự cho khán giả. Chính vì thế, chuyện cá nhân của đại nữ Hàn Quốc cũng không được nhắc đến nhiều. Ngày 2 tháng 1 năm 2016, thông tin bố của Ha Ji Won qua đời khiến đồng nghiệp và người hâm mộ của Ha Ji Won không khỏi xót xa. Chính bản thân cô cũng rất bàng hoàng bởi bố cô trước đó vẫn luôn mạnh khỏe. Bố của Ha Ji Won qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngột ấy để lại một khoảng trống không thể bù đắp. Tuy nhiên, biến cố vẫn chưa dừng lại với gia đình Ha Ji Won. Ngày 21 tháng 1 năm 2018, tròn 2 năm sau ngày mất của bố, người em trai duy nhất Yeon Tae-soo cũng ra đi ở tuổi 34 vì chứng bệnh trầm cảm. Tae-soo cũng là một diễn viên, tuy nhiên hoạt động suốt 10 năm, thế nhưng lại không để lại nhiều ấn tượng trong showbiz Hàn Quốc như chị gái. Anh từng nói, rất khó khăn để có thể vượt qua được cái bóng của chị và anh muốn được biết đến như một diễn viên tên Yeon Tae-soo chứ không phải em trai của Ha Ji Won. Tae-soo và Ji Won rất thân thiết. Chính chị gái Ji Won là người đã hướng cho em trai đi theo con đường nghệ thuật khi nhận ra tài năng của anh khi còn trẻ. Sau 3 ngày em trai qua đời, Ha Ji Won cập nhật Instagram, ngôi sao xinh đẹp của chị. Chị hy vọng ngôi sao đó được sinh ra trong thế giới, nơi nó có thể tỏa sáng vĩnh cửu. Em là ngôi sao của chị, người mà chị yêu thương. Chị hy vọng ngôi sao đó hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Chị hy vọng ngôi sao đó được mọi người trên thế giới yêu thích. Chị yêu em, ngôi sao xinh đẹp của chị, Tae-soo. Ở bài viết khác, Ha Ji Won chia sẻ, Yeon Tae-soo, vẻ đẹp của em tỏa sáng hơn ánh mặt trời. Cái chết của em trai là một cú sốc lớn đối với Ha Ji Won. Cô đã bỏ buổi họp báo phim quan trọng để lo hậu sự cho em. Sau đó, Ha Ji Won dường như rút lui khỏi làng giải trí Hàn Quốc trong suốt 3 năm vì cú sốc tâm lý nặng nề. Trở lại sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Chocolate của đài GTBC, khác với những vai diễn chỉ đại trước đây, Ha Ji Won hóa thân thành thục nữ trong dự án lần này. Hóa thân thành kiểu nữ chính là không có điểm gì đặc sắc, khác biệt. Song Ha Ji Won vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ bởi lối diễn xuất chân thật và nhan sắc ngày càng cuốn hút. Gái ế U40 siêu giàu của điện ảnh Hàn. Trong suốt gần 25 năm hoạt động trong ngành giải trí, Ha Ji Won là một trong những nghệ sĩ nữ hiếm hoi, ít dính tin đồn hẹn hò nhất showbiz. Từ khi khởi nghiệp, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ về tình yêu và ý định kết hôn. Người duy nhất dính nghi án hẹn hò với đại nữ là Hyun Bin sau khi cả hai cùng tham gia dự án Secret Garden.
Sau đó khi cả hai bên cùng lên tiếng phủ nhận, thì cho đến hiện tại, Ha Ji-won vẫn luôn im lặng mỗi khi được hỏi đến chuyện tình cảm. Ha Ji-won từng chia sẻ, bản thân cô nghĩ chuyện cưới xin là do duyên số. Mặc dù phụ nữ có mạnh mẽ hay tự lập đến đâu thì cũng cần được bảo vệ và chở che. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể vội vàng và gượng ép. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho công việc. Trên khắp các diễn đàn, Ha Ji-won thậm chí còn được mệnh danh là gái ế nổi tiếng. Hiếm có nữ diễn viên U40 nào siêu nổi mà sạch bóng tình trường như Ha Ji-won. Cách đây không lâu, thông tin Ha Ji-won tậu nhà tại khu phố đắt đỏ bậc nhất Seoul được truyền thông Hàn Quốc đăng tải rầm rộ. Việc mua bán căn nhà được tiến hành vào tháng 3 năm 2020. Tòa nhà có 8 tầng nổi và 1 tầng hầm với giá trị lên tới 10 tỷ won, khoảng 192 tỷ đồng Việt Nam. Ha Ji-won mua tòa nhà này dưới tên của công ty quản lý Sun & Moon Entertainment do mẹ cô làm CEO và chính cô là giám đốc điều hành. Với 9 tầng đồ sộ, mặt tiền hướng ra trung tâm, nữ diễn viên cho biết cô sẽ sử dụng tầng hầm và 6 tầng phía trên cho mục đích kinh doanh. Còn tầng 7 và 8, nữ diễn viên sẽ dùng cho mục đích cá nhân. Ha Ji-won còn chứng tỏ mình là một tay chơi bất động sản thứ thiệt vì từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ về căn hộ cực kỳ sang trọng của cô trong một chương trình Instagram của đài SBS năm 2015. Căn hộ của Ha Ji-won được thiết kế một cách tinh tế với đồ nội thất kiểu cổ điển cùng sàn đá cẩm thạch. Ngoài đóng phim làm người mẫu quảng cáo, Ha Ji-won còn tập trung đầu tư vào việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Cô cùng một người bạn cho ra mắt nhãn hiệu mỹ phẩm chăm sóc da. Hiện nay, đại nữ của làng giải trí Hàn Quốc đang sống trong căn hộ sang trọng có giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Ở tuổi U40, Ha Ji-won có tất cả, từ nhan sắc, tài năng, sự nổi tiếng, giàu có.